Mình xin chào cả nhà ha. Hôm nay mình có lên nhà bà mẹ nè cả nhà. Bà mẹ hướng dẫn mình làm gỏi cuốn tương cả nhà. Gia vị mình có nè cả nhà. Khoai cao nè. Khoai lang nè. Củ sắn nè. Gà lát tương nè. Cái này mình mua ở ngoài ta kêu tên là gà lát tương nha cả nhà. Mua bọc này nè cả nhà. Cái này là bún Thái nè cả nhà. Khoai lang đó nữa, cái nhà cắt sợ mỏng giống bà mẹ mình vậy nè. Khoai cao cũng cắt mỏng đi luôn hả cả nhà. Mình cắt mỏng xong rồi ở đầu nữa mình cắt sợi vậy nè cả nhà. Và mình cũng xin nói thêm cả nhà ha, tang này á là mình cắt sợi xong rồi cái nhà rửa sạch cho mình. Tại vì khoai lang này á bà mẹ mình nó có mủ, còn khoai cao này á là mình khỏi rửa hả cả nhà. Là mình rửa sạch xong xuôi á mình đem mình phơi nắng. Phơi nắng xong xuôi rồi mình mới đem lên chảo mình chiên dừa vàng. Đó, cái nhà thấy nhiều công đoạn không? Củ sắn này cũng vậy nữa cả nhà. Củ sắn này mình gọt xong xuôi á rồi mình cắt miếng bự bự đó cả nhà. Rồi mình mới khìa lại chung miếng này nè cả nhà. Làm món ăn gia đình á rất là cực cả nhà ơi. Mình cũng từng chia sẻ với gia đình á là mình nên làm món ăn gia đình á là nó cực công lắm. Nhưng mà ăn uống nó bổ và chất lượng hay cả nhà. Khoai lang mình phải rửa gì hay cả nhà. Rửa sạch xong mình mới phơi hay cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Nước nó đục nè, là cái mũ của khoai lang đó cả nhà. Một của ráo ra đó. Em phơi chừng nào cho nó ráo rồi tới đem chiên. Khoai lang mình sắc sợ mỏng mình phơi hay cả nhà. Cái nhà nhớ nha, mình nhắc lại cái nhà là khoai lang á là cái nhà sắc sợ ra xong á cái nhà rửa nước lại, còn khoai cao á thì mình khỏi rửa cả nhà. Mình cũng chia sẻ với cái nhà làm món gia đình á nó rất là cực công hả cả nhà, nhưng mà khi mình ăn á rất là bổ dưỡng và chất lượng hả cả nhà. Đang phơi cả nhà, chút xíu nữa mình sẽ làm thêm giai đoạn nữa cả nhà ơi, rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem. Khoai cao phơi khô rồi ha cả nhà. Bà mẹ mình mới đem vô đây bà chiên rồi nè cả nhà ơi. Cái nhà nhớ nha, khoai cao mình phải chiên qua sơ hả cả nhà. Không cần chiên vàng hả cả nhà. Chiên vừa vừa được rồi cả nhà ơi. Cái này khoai lang ha cả nhà. Nãy là mình chiên khoai cao, bây giờ mình khoai lang. Cái nhà nhớ nha. Khoai lang khoai cao á là cả nhà cũng chiên như vậy đó, đừng có để vàng, chiên sơ qua thôi. Chiên cái đó cũng vừa giòn, chứ để xương sơ là nó mềm mà. Bà mẹ mình đã làm, chỉ còn bà mẹ mình làm cái này cả nhà ơi. Chứ mình thấy rồi, không ai làm món này đâu. Nó quá trời nhiều công đoạn rồi. Nè, cao nè, hay vậy nè. Đó, cái nhà thấy nè, thấy không? Vậy đó. Quá trời nhiều công đoạn cả nhà ơi. Cực ghê luôn. Bà mẹ mình nó mới làm là như là làm những cái đám cúng này nọ được cái trong gia đình nữa cả nhà. Là bà mẹ mình mới làm, chứ làm này cực lắm cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, bà mẹ mình chiên rồi cả nhà. Cả nhà nhìn hấp dẫn không? Khoai lang nè, vàng ôm luôn. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Mà 1 ký khoai cao, 1 ký rưỡi, 2 ký khoai lang. Đây củ sắn mình bà mẹ mình mới sắc rồi ha cả nhà. Cả nhà sắc miếng gì nè? Sắc ra như nè, rồi xong bắt đầu cả nhà đem lên chảo dầu cái nhà chiên. Cả nhà thấy làm gỏi cuốn tương thấy nhiều công đoạn không? Chiên vàng xong rồi mình còn sắc lại cái nữa cả nhà ơi. Đây gà lát để vô chảo chiên luôn ha cả nhà. Cả nhà thấy gỏi cuốn công đoạn nhiều không? Củ sắn bà mẹ mình mới chiên rồi nè cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Ngon ghê không? Đó. Gà lát này là chảo dầu nóng lên cái nhà đổ vô cái nhà trộn qua trộn. Sơ qua sơ lợi ở nhà đem xuống liền ha cái nhà. Đang khìa gà lát với củ sắn này ha cả nhà. Cái nhà nhớ khìa cái này ở cái nhà để gia vị vô là muối, đường, bột ngọt, hạt nêm ha cả nhà. Hạt nêm chay. Hạt nêm chay mình hay cả nhà, cái này là mình làm gỏi cuốn tương cả nhà. Gà lát với củ sắn mình khìa cho sắc luôn hay cả nhà.
cái nhà mà khi không tới thì gà lát kia của sắn không thấm hay cái nhà nhớ công đoạn này cũng rất là quan trọng hay cái nhà. Khi gà lát với củ sắn cái nhà khìa xong rồi á, cái nhà sắt sợi vậy nè, cái nhà mình đang sắt gà lát đó cái nhà, nó cái nhà thấy không, khắc sợ mỏng vậy nè, rồi xong á mình mới củ sắn nè cái nhà thấy không, mình phải lát mỏng xong á mình mới sắt sợi hay cái nhà. Mình sắt xong xuôi á, củ sắn với gà lát á mình sẽ trộn chung đó cái nhà thấy không, mình sẽ đem lên chảo mình xào. Xào này là gà lát với củ sắn hay cái nhà xào cho nó khô lại, cho nó săn lại, rồi sau đó cái nhà mới để xuống bếp để cho nó nguội lại, rồi cái nhà mới trộn chung với khoai lang nè, khoai cao nè đó, cái nhà thấy bà mẹ mình đang trộn không, cái nhà phải trộn chung luôn bốn thứ luôn, là nguyên liệu là khoai lang, khoai cao, củ sắn, gà lát, cái nhà trộn chung, trộn cho thiệt đều hay cái nhà, trộn xong á cái nhà mới đem ra ngoài đó, cái nhà thấy không, mình đem ra là trước khi mình cuốn, bị cuốn cái nhà, là mình hay ở nhà mình hay dùng từ là gỏi cuốn cái nhà trộn thính xong á cái nhà mới trộn tiếp, đổ thính vô thêm, cái nhà để đổ thính nhiều á thì nó sẽ thơm đó cái nhà ơi. Cái nhà thấy cái món ăn gia đình á nó rất là nhiều công đoạn hay cái nhà, nhưng mà ăn thì rất chất lượng cái nhà ơi. Cái nhà theo dõi kênh của mình á, cái nhà yên tâm mình chia sẻ với cái nhà là những món ăn là chất lượng và rất là an toàn hay cái nhà thấy không, mình phải trộn thiệt đều, trộn sao mà cho nó đều thiệt đều á, thính nó mới đều, nó mới thơm hay cái nhà. Bà mẹ mình bắt đầu chuẩn bị cuốn hay cái nhà thấy là mình tổng cộng có 2 rổ rau lận. Cái nhà mua kính thưa các loại rau cho mình ha, rau nào cũng có chứ, tí tô, xà lách, rau thơm, rau diếp cá đầy đủ cho cái nhà. Bà mẹ mình nói cái nhà thấy không, mình nói thiệt với cái nhà á, bà mẹ mình là cuốn là rất tuyệt vời, cuốn nào là đều cuốn đó luôn cái nhà, không có lớn có nhỏ cái nhà thấy không, bà mẹ mình cuốn rất kỹ. Mình là có thử rồi, cái nhà mình cuốn không được, nhưng mà mẹ mình cuốn vẫn được, mà cái cuốn nó rất là to cái nhà ơi. Cảm ơn cái nhà đã ủng hộ và xem video của mình. Cái nhà nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký hay cái nhà. Mình cũng xin chúc cái nhà có một ngày Giáng sinh thật an lành và thật hạnh phúc ha cái nhà. Xin chào tạm biệt cái nhà. Cảm ơn cái nhà rất nhiều.